Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Violet. Chúng ta sẽ đến với một sản phẩm của Huynh Lập, rượu nhi ở Rimastic. Rimastic. I'm sorry. What? Tấm cám đại chiến. Đây có lẽ là một sản phẩm vui đây. Nghe tên đã thấy mọi người đã thấy vui rồi. Tấm cám đại chiến, quánh nhau tương bừng hay sao? Ai à? Ua. Từ nghe lại phát quả đá ngầu qua không tập trung được cái gì. Ghê thiệt. Ua. Phải đái. Quẹt bụi từ kia thì bụi hết. Đúng. Võ thuật vãi nồi rồi đấy, thề sơn móng tay. Cám, mua thêm bao lì xì cho mẹ. Mua bao lì xì. Còn không dám. Vậy là tấm phải mua. Đổi tiền mới cho mẹ. Huynh Lập ngầu quá đây. Dạ thôi, mệt lắm. Rồi xong. Cái bà tấm này bà không biết võ các bạn à. Nhận hết. Không biết võ. Rồi xong. Dạ nhân. Dạ. Gửi lì xì cho cả họ. Rồi xong. Cả họ luôn. Vậy là toàn bộ công việc mẹ giao là tấm mới làm hết. Tốt nhất. Lì xì suốt cực quá vậy nè. Vì sao con... Khỏi thế. Khỏi thế. Rim. Tết đến nơi mà còn chán với trường. Lì xì tâm này không thể tầm thường. Lại đây ta chỉ cho con vài đường. Vãi cả bụt. Bụt tí bốp vậy, bụt đấy. Một mà không chết, hai chọn lì xì, ba nhập con số và bốn là bấm nhận liền. Wow, anh em xa, láng giềng gần, xếp hợp cả, cùng bè bạn, cả người lạ, lẫn người thân. Lì xì chát, vui vạn lần, vạn bao tuổi trưởng lì xì người thương. Tiền mới từ chiều mới là thời thượng. Lì xì nhóm tuyệt pháp gửi khắp bốn phương. Mở ra lô chát, đón mưa lì xì. À, nói với Zalo chat. Zalo Pay. Đúng không? Dùng tiền là Zalo Pay. Zalo chat là cái bảng chat thôi. Tớ hay làm được Zalo mà. Ôi, bụt ghê giấy. Ai dạ. Học được võ công rồi, Được chiêu. Bụt dậy được vài chiêu. Việc chưa xong, sao lại đi chơi? Nhiều đây bao lì xì sao đủ? Thôi xong rồi tập ơi. Ai dạ. Leo tèo phèo hết. Rồi bụt bắt giám khảo. Vạn bao tuyệt
trướng. Bạn bao nhiêu trướng? Vãi bụt, vãi bụt. Wow. Tiền mới từ chiêu. Thay, thay, lên xe cả hỏi chưa. Xong rồi, chiêu gì đây? Lì xì nhóm tuyệt pháp. Lì xì nhóm tuyệt pháp. Rồi, trò đít luôn. Cả nhà dẫn chơi chút xíu. Cả nhà dẫn chơi chút xíu. Vãi cả dỡ chơi. Bảo anh người ta lòi hết cả ấy đó. Chiến sĩ thôi. Wow. Rồi phải lòng nhau rồi, vì lì xì là phải lòng nhau luôn. Lần trước trong đời tôi đấy. Và là Tấn đã có tình yêu mới bởi sử dụng Zalo. thú vị, 6 phút rất thú vị. Theo tôi biết thì đây là một MV video quảng cáo, nhưng được sử dụng cái kỹ thuật thể hiện về mặt trưởng pháp, xem rất thú vị, bắt mắt. Thứ hai là về phần effect, chiêu chiếc mà tôi thấy rất ưng. Thứ ba là hài hước vẫn có này, xem đã mắt này, phù hợp với cái góc nhìn của người Việt Nam chúng ta ấy. Cho nên là tôi rất là ưng cái sản phẩm video như này đấy, xem rất thú vị. Vậy là ba cái mà ông Bụt dạy cho Diệu Nhi. À. Vậy là thứ nhất là cái đầu tiên ấy, thì mình nghĩ là đó là chúng ta không phải đi lo việc đi mua bao lì xì, không phải lo mẫu mã, mà chúng ta có thể gửi một cách rất là nhanh gọn lẹ và nhiều mẫu bao lì xì kiểu như vậy. Vạn bao tuyệt trưởng. À. Đó, vậy là có vẻ như là phần liên quan đến ông Bụt dậy sẽ là vạn bao tuyệt trưởng, tiền mới tuyệt chiêu, và cái cuối là cái gì? Đây, cái chiêu cuối là lì xì nhóm. Hay, lì xì cả hỏi chưa? Cuối là cái gì tôi không nhớ lắm, xem lại. Lì xì nhóm tuyệt pháp. Lì xì nhóm tuyệt pháp. Đó, thứ nhất là các bạn có thấy là mặc dù là một cái MV liên quan đến một cái sản phẩm music video liên quan đến gọi là giới thiệu về tính năng, nhưng mà rõ ràng làm rất là thông minh và chúng ta thấy được những cái yếu tố. Tớ là người hay làm việc trên Zalo thì tớ chia sẻ mọi người cái phần này khá là thú vị. Tớ có thể áp dụng cho cái công ty của mình hoặc là nhân viên, tớ nghĩ là rất ok. Ngoài ra thì trong cái video này tớ rất là thích cái phần liên quan đến xuất hiện của Rimastic. Đầu tiên là phần rap không nói, nhưng mà bắt đầu thấy là Rim bắt đầu là tiến sâu hơn với giới giải trí, là chúng ta thấy các sản phẩm là diễn giết như là một diễn viên thực thụ vậy, xuất hiện ho hài hước thể hiện các thứ rất ok. Vì sao con khói thế? Đó các bạn thấy không? Tức là mặc dù là rapper nhưng mà cũng đã có sự thể hiện về mặt diễn xuất rất là tiến bộ rồi, đúng không? Chúng ta nhìn ngay được cái phần đó, đặc biệt ở trong cái phần thể hiện video này. Thì đây là một điều tôi rất là thích của cái music video này. Và các bạn có thể ủng hộ cho Huỳnh Lập, Diệu Nhi, Rimastic với video tầm cấp đại chiến. Tôi nghĩ các bạn nên xem lại, nên vào xem thẳng cái video gốc, tại vì nó rất là thú vị và nó làm cho chúng ta rất là
thoải mái cũng như là phù hợp với cái sự vừa võ thuật xem lôi cuốn, vừa hài hước, lại vừa có yếu tố âm nhạc giải trí nữa. Thứ tư là chúng ta biết thêm cái tính năng mà ở Tết bạn nào mà có thể lì xì bạn bè người thân dùng Zalo cũng rất ok. Đây là những cái mà reaction rất có tâm từ vị trí của Pilot. Và cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi reaction này. Và đừng quên, nếu như bạn nào mà có Zalo của Pilot thì nhớ lì xì cho Pilot nữa nhé. Và đừng quên bỏ lại một like, comment và share một sản phẩm rất ý nghĩa, rất thú vị. Và tôi hy vọng trong tương lai có nhiều sản phẩm quảng cáo kiểu như này xem rất là hay. Cảm ơn mọi người.